mua vé ủng hộ thằng em quê Thanh Hóa. Quê Thanh Hóa. Sinh năm 85 này. Đấy. Chỉ kém tôi tuổi thôi mà nó bại liệt vào đây. Em vào đây bao năm rồi? Mới có 5 rưỡi là ở Đức đã tính trọng rồi. Trước đây học với những bộ lòng á. Thế là đi từ sáng ra là được bán được bao nhiêu vé rồi? Bán con được 70 tờ rồi. Rồi thế kiểm cho anh đi. Bao nhiêu tờ đấy anh? Đây là 8 tờ anh. Đi mua ủng hộ thằng em. Đấy các bạn thấy không, nó như thế này nó còn chịu khó để làm mà mình thì khỏe mạnh không làm được thì vứt đi. Rồi cảm ơn thằng em nhá. Rồi chúc ngày bán được nhiều vé nhá. Tạm biệt. Rồi ok.